đu quay rồi, nhưng mà mình có xác định rõ là mình dùng cái vòng lặp nào trong trường hợp nào không? Có đúng không? Vậy thì câu A mình dùng ở đây là mình đang có cái bài này, mục đích của thầy là ôn tập lại for while hoặc là do while. Vậy thì trong bài tập 1 câu A mình dùng gì? Tại sao? Biết trước được số lần lặp. Vậy thì câu A này mình dùng while hoặc do while được không? Được. Như vậy biết trước số lần lặp thì mình dùng cái nào cũng được. Câu B. Cho xấp xỉ, giả sử như A thầy cho là bằng 2.5. A bằng 2.5. Như vậy giả sử như N bằng 1 thì S này bằng mấy? Bằng 1. N bằng 2. 1.5. Như vậy thầy cho A là bằng 2.5. Thầy hỏi thử N bằng mấy là được. Được không? Như vậy đây cũng là một dạng bài toán thực tế đó các bạn. Ví dụ các bạn có một cái chai nước thì nó có phải là máy rót vào không? Như vậy thì giả sử như mình là lập trình viên, mình điều khiển cái thiết bị đó và nó sẽ có là lúc đầu là rót nhanh, lúc sau là chậm dần. Như vậy giả sử như cái chai này là 350 ml thì mình qua mấy lần rót là ok. Nó đừng có vượt quá cái ngưỡng đó. À, ví dụ như là chai 500 ml thì mình làm mấy lần? Chai 1.000 ml, ví dụ như vậy. Thì các bạn giả sử như đó là một bài toán thì trong thực tế mình vẫn có. Tức là mình biết trước cái kết quả và mình tìm ra số lần cho nó phù hợp. Vậy thì bài toán này mình dùng for được không? Được không nào? Bạn nào nói được mình dạng coi, được không? Biết được số lần lặp không? Vậy sao dùng for được? Có ai khẳng định là vẫn dùng for được không? Được không? Ai mà dùng for bài này, giả sử như thay vì mình for 5 lần, 7 lần là nó đến cái kết quả là 2.5. Thì bây giờ thầy ơi em for y chạy mát y luôn cũng được, nếu bằng thì press đúng không? Nhưng mà giả sử bây giờ cái A của thầy không phải 2.5 mà 5 tỷ thì vòng for của em sao mà đủ được? Như vậy mình không biết trước số lần lặp thì chắc chắn mình không dùng for. Nếu mà không biết trước số lần lặp mà bạn dùng for là người ta đánh fail liền, mặc dù kết quả bạn chạy đúng vẫn fail, không được. Và mình sẽ làm bài tập này làm như thế nào? Nếu như mà thầy không dạy, các bạn tự làm bài này được không? Bao nhiêu bạn làm được giơ tay thầy coi, mạnh dạn đi. Xấp xỉ là lớn hơn hoặc bằng thôi, nhỏ hơn hoặc bằng gì đó, mình cứ so sánh mà khi nào vừa thì dừng lại. Ví dụ như bài câu A, bao nhiêu bạn làm được giơ tay coi. Mạnh dạn đi, mạnh dạn đi. Ủa sao chưa biết, rõ ràng luôn mà nhập N tính S mà sao chưa biết? Chưa làm bài tập này hả? Chưa làm dạng bài tập này hả? Sao chưa ta? Bài này là thuộc dạng bài dễ mà. Chúng ta sẽ làm một cái class là tính tổng. Tính tổng. Main. Thầy sẽ có một cái tổng S. Mình có biến N là nguyên tổng S của mình bằng gì, là kỹ dữ liệu gì? Nếu như mà như vậy thì tổng S là kỹ dữ liệu gì?
in được không? Chắc chắn là double hoặc là plus. Bởi vì in làm gì có cộng được số lẻ S. Mà biến S này mình dùng để tính tổng thì thường chúng ta sẽ gán 0 đầu tiên. Thường là vậy. Chúng ta sẽ gán 0 đầu tiên. Và chúng ta sẽ nhập vào vậy chúng ta dùng để scan bằng new scan chấm in và chúng ta sẽ xuất ra câu thông báo nhập n n bằng scan chấm net net in. Mình dùng vòng for để mình tính tổng. For int bằng y bằng mấy? Theo đề như thế này thì các bạn y bằng mấy? Mấy nào? Chỗ này 1 thực chất là gì? 1/1. Cho nên y của chúng ta nó sẽ chạy từ 1 cho đến n, chạy từ 1 đến n. Chỗ này y sẽ bằng 1 chấm phẩy y bé hơn n y cộng cộng, phải vậy không? Nếu mình n bằng 5 thì y sẽ chạy đến mấy đây? Bé hơn bằng. Bởi vì mình cần chạy đến n mà thì phải bé hơn hoặc bằng. Tổng S bằng gì? Bằng gì? S cộng cho 1 chia y. Quen không? Nhập môn lập trình học cái này rồi đó. Chưa quen thì giờ làm lại. Và chúng ta xuất tổng ra. Có bạn nào phát hiện gì không nào? Có bạn nào phát hiện gì trong bài tập này không? Bây giờ chạy và mình sẽ test n bằng 2 trước. N bằng 2 thì số liệu của mình ra sẽ là mấy? N bằng 2 1.5, giỏi lắm. Ok. Sao vậy? Làm sao để sửa được cái lỗi này? F làm sao? F double. Vậy F làm sao đây? F làm sao? Trước. Trước S. Trước chỗ nào? Trước đây. S này. Rồi, cảm ơn em. Đúng không? Chắc không? Chắc. Cảm ơn em. Ngồi xuống. Nhập vào n bằng 2. F ở đâu? Trước 1/ y ha. Tại vì đây là nguyên nhân. Đây là kiểu nguyên. Thì nó chia xong thì nó tự động ép kiểu thành kiểu kiểu nguyên. Và kết quả nó ra nguyên. Còn bây giờ mình ép nó thành double thì nó ra 1.5. Và chỗ này mình có thể ép bằng cách gì? 1.0. Bởi vì 1.0 là double thì kết quả nó là double. Đó là hai cách để các bạn ép ha. Như vậy câu A
chúng ta đã giải quyết xong. Nhìn lại coi dễ không? Bây giờ tắt cái code của thầy đi, không cần nhìn gì nữa, tự tin viết lại không? Bao nhiêu bạn tự tin giơ tay coi. À, khá khá. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Đến câu B. Đó, cứ thế thôi, làm những bài đơn giản trước đi. Nhập A, người ta cho A. Nhập A, tìm N. Không phải là nhập N nữa. Câu B này nó hơi khác tí xíu. Nhập vào A và tìm N. Vậy chúng ta sẽ có một cái biến là A phẩy A. Chỗ này chúng ta không cần đến N nữa, tạm thời thầy tắt cái N đi. Tắt cái đoạn này đi, câu A mình làm xong. Kịp không nào? Hay là dừng lại tí? Tiếp tục nha. Bây giờ chúng ta có câu B. Vậy chỗ này chúng ta sẽ nhập vào số cần tìm. Nhập vào A bằng scan chấm net. Net gì? Net double. Và làm sao để chúng ta biết là cái S của mình gần bằng với A chưa? Vậy chúng ta sẽ dùng vòng lặp while hoặc do while. Bây giờ mình dùng while trước, tí nữa mình xem thử là nên dùng while hay do while. Còn bây giờ mình cứ dùng while trước. Vậy thì S của mình đã gán là 0, và tổng A của mình sẽ có một con số. Vậy số này có thể là 0, âm hoặc dương, đúng không nào? Vậy thì mình vô đây mình kiểm tra. Trong khi kiểm cái gì? Theo các bạn mình kiểm cái gì ở đây? Trong khi cái gì? S còn nhỏ hơn A. S còn nhỏ hơn A thì bên trong S bằng S cộng 1 phần Y. Vậy nó nói gì? Y chưa có. Mình khai báo đây một biến Y. Tại sao mình không dùng N? Tại vì thực chất cái biến mà dùng để tăng á, thì thường người ta dùng cái biến có tên là Y. Ít khi mà người ta dùng N. Thì mình cứ lấy vậy cho nó quen. Mà Y ở đây chưa có giá trị, cho nên cũng không biết là bao nhiêu. Vậy giá trị Y đầu tiên là mấy vậy? 1. Vậy trước vòng while chúng ta cho Y bằng 1. Hết lỗi. Rồi, đủ chưa? Còn gì? Tăng y lên. Và cuối cùng chúng ta cũng xuất được cái tổng. Đủ không? Ở đây chúng ta cần xuất gì? À, xuất giá trị của N. Tức là bao nhiêu là dừng. Chỗ này thầy đổi lại, không có xuất cái này nữa, mà thầy sẽ dùng cái print f để thầy xuất cái gì? Thứ nhất là A mình cần là bao nhiêu phần trăm f xiệt t. S mình tính ra là được bao nhiêu? S phần trăm f xiệt t. Cái mà mình y mà cuối cùng khi mà kết thúc vòng lặp á là bao nhiêu? Thì
thì mình tạm gọi nó là n. Mình cần tìm phần trăm mấy, phần trăm gì, phần trăm d phẩy a phẩy s phẩy y. Đó là cái mình cần xuất ra để mình xem thử là hiện nay a yêu cầu là mấy, s mình tìm được là mấy, và lúc đó n bằng mấy. Chạy thử nha. A mình nhập vào một con số bất kỳ. Ví dụ hồi nãy mình xác định được n bằng 2 thì tổng là 1.5. Bây giờ mình nhập 1.8 đi, a bằng 1.8. Thì nó phải dừng lại ở chỗ n bằng 2 hoặc 3. Đây. A 1.8, s tính ra là 1.83 mà n bằng 4. Có gì đó sai sai. Có gì đó sai sai không? Hả? Có gì sai không? Bây giờ mình thử sai hay không sai. Thì các bạn thử chạy lại cái cũ coi. Chạy lại cái cũ mình test thử n bằng 4 nó ra mấy. Đây mình test lại cái này nè. Mình test lại cái này coi n bằng 4 nó ra mấy. Chạy lại coi. For y. À y đã khai báo ở trên rồi. Không cần khai báo nữa. N bằng 4. Nó ra 2.08 chứ không phải là 1.8. Được chưa? Như vậy thì chỗ này sau khi mình kết thúc thì mình có thể tăng hoặc giảm y, và các bạn có thể bị bắt vào để các bạn kiểm tra cho nó chính xác là cái đoạn code của mình như vậy là ổn chưa. Như vậy tạm thời ở chỗ này, nếu như mình muốn lấy giá trị của cái s mà sắp xỉ thì chỗ này mình sẽ dùng là y trừ 1. Nhập vô 1.8 thì lúc này n bằng 3 là đúng cái sắp xỉ. Đấy là bài tập thầy đang ví dụ cho các bạn, khi mình không biết trước được số lần lập thì mình dùng vòng lập while. Còn nếu mình biết trước số lần lập thì mình dùng vòng lập for. Được không nào? Bây giờ một bài toán mà kiểm tra nhập điểm. Điểm của các bạn phải bắt buộc từ 0 đến 10. Nếu sai thì nhập lại. Được chưa? Rồi, như vậy đó là một bài toán tiếp theo.